Các em học sinh, hôm nay thầy đại diện cho nhóm toán chính gửi đến các em bài ôn tập hình học ôn thi học kỳ 1. Có 20 câu, thì đầu tiên gửi đến các em 3 câu, trên màn hình có 3 câu. Thì cho đường tròn ô, bán kính 5 cm, bán kính 5 là dãy AB bằng 4. Khoảng cách từ tâm ô đến dãy AB bằng bao nhiêu? Thì để làm bài này, các em nên phác thảo hình vẽ ở ngoài giấy nháp và tính cho cẩn thận. Thì chúng ta biết rằng là AB bằng 4 cm, từ ô ta xác định khoảng cách đến dãy AB, đó là đoạn OH vuông góc với AB. Thì lúc này OH vuông góc với dãy AB tại H, vậy suy ra H là trung điểm của AB, từ đó ta tính được AH bằng 2. OA thì bằng 5, đưa vào trong tam giác OHA, có OH sẽ bằng căn bậc 2 của OA bình phương trừ cho AH bình phương. Thì thế số vào là 5 bình trừ cho 2 bình thì ra là căn 21. Vậy kết quả là câu B. Bước qua câu 2, cho đường tròn tâm O bán kính là 5 và một cái điểm A cách O một khoảng bằng 10, kẻ hai cái tuyến AB và AC, chúng ta tính góc BAC bằng số đo bao nhiêu? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta thấy được là tam giác OCA vuông tại C có cạnh huyền OA bằng 10 và OC bằng 5, vậy chúng ta tính được góc OAC sẽ bằng sử dụng tỷ số lượng giác sin thì bằng đổi chia huyền, thì các em sẽ tính ra được cái nó là góc OAC này bằng 30 độ. Lúc này chúng ta vận dụng tính chất hai tiếp tuyến AB và AC cắt nhau tại A và AO là tia phân giác góc BAC. Vậy góc BAC bằng 2 lần góc OAC, vậy bằng 2 lần 30 độ là bằng 60 độ, vậy chúng ta có kết quả là câu C. Thì qua đến câu 3, thì từ điểm A bất kỳ nằm ngoài đường tròn cả hai tiếp tuyến AB và AC, chọn các câu xa trong đây. Thì ta thấy AB bằng AC, đây là điều đúng vì tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau. BAO bằng CAO cũng là một cái điều đúng vì AO là tia phân giác của góc BAC. Rồi AO là đường trung trực của BC thì ta luôn luôn chứng minh được điều này, không nhỉ? Ta có OB bằng OC cùng mặt bán kính R, AB bằng AC do tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, vậy OA là đường trung trực của BC. Vậy ba câu ABC đều đúng, như vậy chỉ còn câu D, đó là tam giác ABC là tam giác đeo. Thì quan sát hình vẽ ta thấy nó không phải là tam giác đeo. Không vậy không có dữ kiện nào để chứng minh tam giác này là tam giác đeo. Vậy kết quả là câu D. Mời các em bước qua các câu kế tiếp. Câu số 4, đó là cho tam giác ABC vuông tại A có bán có AB bằng 15, AC bằng 20. Vẽ đường tròn tâm A bán kính R. Giá trị của R để BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm A thì chúng ta phải tính ra coi R bán kính R này bằng bao nhiêu, thì lúc đó BC sẽ là tiếp tuyến của đường tròn tâm A bán kính R này. Thì để làm bài này chúng ta cũng phải vẽ hình thôi. Thì sau khi chúng ta vẽ hình thì chúng ta vẽ nếu BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm A bán kính R thì bắt buộc BC phải vuông góc với bán kính. Như vậy từ tâm A ta kẻ một cái đoạn vuông góc với BC tại H. Như vậy để BC là tiếp tuyến thì A điểm H này phải nằm trên đường tròn tâm O. Vậy chúng ta có được AH vuông góc với lại BC tại H và H nằm trên đường tròn tâm A bán kính R này thì BC đã là tiếp tuyến rồi. Bây giờ chúng ta phải tính ra AH này bằng bao nhiêu? Thì sử dụng định lý Pythagore chúng ta tính được BC sẽ bằng 25. Và ta vận dụng các tính chất hệ thức lượng trong tam giác vuông. AH nhân cho BC thì bằng AB nhân AC. Vậy ta tính ra được AH sẽ bằng AB nhân AC chia cho BC. Thì ta ra được kết quả là bằng 12. Đã chọn câu A. Rồi, bước qua câu 5. Thì chúng ta thấy rằng tam giác ABC có AB bằng 3,6, AC bằng 4,8, BC bằng 6. Tam giác nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R, độ dài R là bằng bao nhiêu? Thì do cái tam giác này có AB bình phương cộng AC bình phương bằng 3,6 bình phương cộng 4,8 bình phương thì bằng 36, BC bình phương cũng bằng 36, vậy rõ ràng tam giác này vuông tại A. Nếu mà tam giác này vuông tại A, lúc này tam giác này vuông tại A thì BC đã là đường kính, vậy đường kính bằng 6, vậy bán kính sẽ bằng BC chia 2 là bằng 3. Ta qua câu số 6.
Một cột tháp truyền thông có chiều cao AB được xây dựng trên một nóc nhà có chiều cao BC như hình bên, 3 điểm ABC thẳng hàng và nằm trên đường thẳng vuông góc với lại mặt đất. Thì bây giờ ta hãy tính chiều cao của cột tháp với những cái điều kiện mà hình vẽ đã cho, CD bằng 200 và góc CDB bằng 23,6 độ và 15,9 độ, góc đó là góc BDA. Như vậy để tính được cái chiều cao AB này thì chúng ta sẽ lấy AC trừ cho BC. Thì AC này ta lồng vào trong tam giác vuông ACD, cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh góc vuông còn lại là CD nhân cho tan của góc đối là tan của góc CDA. Lấy hai cái này cộng lại thì chúng ta sẽ ra nó là 39,5 độ. Rồi. Rồi còn tính BC thì chúng ta sẽ lấy CD nhân cho tan của góc đối là tan của góc CDB là 23,6 độ. Rồi, chúng ta phát thảo lại cái hình vẽ và chúng ta tính toán giống như nãy giờ thầy đã giảng. Thì chúng ta thế số vô CD rút đem ra ngoài làm thử số chung đó là 200. Còn tăng 39,5 độ trừ cho tăng của 23,6 độ chúng ta bấm máy thì ra kết quả là câu B. Bước qua 4 câu kế tiếp. Thì các câu này chỉ đơn thuần là lý thuyết. Tam giác ABC có AH là đường cao xuất phát từ A, H thuộc BC. Hệ thức nào chứng tỏ rằng tam giác này là tam giác vuông? Thì rõ ràng nhìn vào đây thì chúng ta thấy khi mà cái cạnh BC bình phương này bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh còn lại thì theo năm lớp 7 định lý Pythagore đảo tam giác này là tam giác vuông. Vậy dễ dàng ta nhận được thấy đây hệ thức đầu tiên là hệ thức đúng. Câu số 8. Cho tam giác ABC có đường cao AH xuất phát từ đỉnh A. Nếu BAC bằng 90 độ thì hệ thức này nào sau đây là đúng? Thì ta quan sát bốn hệ thức này và suy nghĩ. Thì chúng ta thấy được rằng cái hệ thức AB bình phương bằng BH nhân cho BC, AB bình phương bằng BH nhân cho BC là điều đúng. Nói vậy, cạnh bình phương độ dài cạnh góc vuông bằng tích hình chiếu của nó nhân cho cạnh nguyệt. Câu này đơn giản là lý thuyết. Câu số 9 cũng tương tự, cho tam giác ABC vuông tại A có AB bằng 9, AC bằng 12, độ dài đường cao AH. Như vậy muốn tính AH thì ta thấy rằng AH nhân cho BC sẽ bằng AB nhân cho AC. Đó là hệ thức luận trong tam giác vuông. Vậy đầu tiên ta tính được BC sẽ bằng là 15. AH nhân cho 15 thì bằng 9 nhân 12, từ đó ta tính được AH là bằng 7,2 cm. Kết quả là câu A. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, hệ thức nào sau đây sai? Thì chúng ta cũng phải phát thảo cái hình vẽ nó ra và chúng ta mượn cái hình vẽ trên đây sẵn có. Thì chúng ta thấy AC bình phương thì bằng BC nhân cho CH là điều đúng. Câu B, AH bình phương bằng AB nhân cho AC thì ta thấy nó hơi lạ lạ. À, đây là điều sai rồi. Không, vậy bình phương độ dài đường cao bằng tích hai hình chiếu là bằng HB nhân HC chứ không thể nào bằng AB nhân AC được. Như vậy chúng ta đã có được câu B là câu sai. Chúng ta bước qua các câu kế tiếp. Câu 11 thì từ câu 11 đến câu 16 thì đơn giản ở đây. Đến câu 15 thì đơn giản ở đây chỉ là cái lý thuyết về cái tỷ số lượng giác. Trong tam giác ABC vuông tại A, khẳng định nào sau đây đúng? Thì cẩn thận chúng ta phát thảo ra tam giác vuông. Thì chúng ta thấy cos B sẽ bằng kề chia cho huyền là AB trên BC. Vậy trong câu 11 là câu A. Qua đến câu 12, tam giác này cũng vuông tại A thì ở đây người ta hỏi hệ thức nào này sau đây đúng? Sin B thì bằng đối chia huyền AC chia cho BC. À, câu A cũng đúng. Cho nên là các câu sau thì chúng ta chắc chắn nó là sai rồi. Rồi, ta qua đến câu 13, tam giác này vuông, sin C thì sẽ bằng sin C ta biết bằng đối chia huyền là AB chia BC. AB chia cho BC, đó là kết quả câu B. Cos C, còn cos C thì bằng AC kề chia huyền AC chia cho BC. AC chia cho BC, nó cũng là câu B. Câu 15, tăng C. À, tăng C thì chúng ta thấy ghi TAN, ở đây là ghi theo cái ký tự cũ là TG, ghi TAN cũng được. Thì tăng C thì bằng đối chia kề AB chia cho AC, AB chia AC, đó là câu C. Câu 16, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai?
giao điểm của các đường cao gọi là trực tâm, thì điều này là điều đúng. Giao điểm các đường phân giác là tâm đường tròn nội tiếp, đúng luôn. Giao điểm của các đường trung tuyến trong tam giác là tâm đường tròn bàn tiếp. À, cái này là lạ quá. Giao điểm của các đường trung tuyến được gọi là trọng tâm của tam giác, và như lý thuyết chúng ta đã học, nó không là tâm của đường tròn nào cả. À, tâm của đường tròn nội tiếp hoặc là tâm của đường tròn bàn tiếp. À, như vậy câu C là câu sai. Còn ở câu D thì ta ôm lại một tí xíu, giao điểm của ba đường trung trực là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ha. Thì như vậy câu C là sai. Chúng ta lại tiếp tục bước qua các câu cuối cùng. Cho hình chữ nhật ABCD có AB bằng 12, BC bằng 9, bán kính R của đường tròn đi qua bốn đỉnh của hình chữ nhật. Thì chúng ta biết rằng là trong hình chữ nhật, ông dạy đây, chúng ta quan sát cái hình màu đỏ đỏ đây, hoặc là cái hình ngay cái khung màu trắng này đây, các bạn đây. Đây là hình chữ nhật. Như vậy chúng ta có được bốn góc vuông. Như vậy lúc này cái đường chéo của nó sẽ là cạnh huyền của hai tam giác vuông. Và như vậy chúng ta thấy bốn đỉnh của hình chữ nhật này nằm trên đường tròn có đường kính là đường chéo của hình chữ nhật. Rồi. Nó là đường chéo của hình chữ nhật mà trong bài này nó chính là cạnh AC, đường chéo AC của hình chữ nhật, thì dễ dàng ta tính được, áp dụng định lý Pythagore ta tính được là AC sẽ bằng căn bậc 2 của AB bình phương cộng cho BC bình phương, thì nó sẽ ra là 15. Đó là đường kính, muốn tính bán kính lấy đường kính chia cho 2, thì như vậy chúng ta ra được kết quả là câu C 7,5. Câu 18 cho đường tròn O bán kính là 8 cm, BC là đường kính, AB là dây cung, giả sử như AB bằng 3/2 căn 3/2 BC, thì ta thấy số không? Căn 3/2 thì BC là bằng bao nhiêu? BC là đường kính, như vậy nó bằng là 2 lần của 8 là bằng 16, thì như vậy AB sẽ bằng là 8 căn 3. Vận dụng định lý Pythagore thì chúng ta có thể tính được, trước tiên mà vận dụng định lý Pythagore thì chúng ta hiểu rằng tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC, về tam giác này vuông tại A. Theo định lý Pythagore ta có AC sẽ bằng căn bậc 2 của BC bình phương trừ cho AB bình phương. Thế số vào, ta lấy là 16, ta trừ cho 8 căn 3 để chúng ta ra được là AC sẽ bằng 8 cm. Câu 19, tam giác ABC vuông tại A, đường tròn O nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh AB và AC lần lượt tại D và E, thì lúc này tứ giác ADOE là hình gì? Để làm được bài này thì chúng ta phải vẽ hình tương đối chính xác. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái tứ giác ADOE này chúng ta đã có ba góc vuông A, D và E. Vậy tứ giác này chắc chắn là hình chữ nhật. Mà theo như tính chất, tâm của đường tròn nội tiếp là giao điểm của ba phân giác, cho nên AO là phân giác. Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác, vậy nó là hình vuông. Vậy kết quả là câu A. Qua câu 20, đường tròn tâm O có bán kính bằng 16, ngoại tiếp tam giác đều. Khi đó độ dài các cạnh của tam giác ABC là bao nhiêu? Thì như vậy chúng ta biết rằng đường tròn tâm O có bán kính là bằng 16, OD là bằng 16. Rồi, ngoại tiếp tam giác ABC là tam giác đều. Khi đó cạnh của tam giác đều này là bằng bao nhiêu? AB hoặc BC hoặc AC gì cũng được. Để làm bài này thì chúng ta kéo dài AO ra, kéo dài đường kính AO cắt này tại đây. Thì chúng ta biết rằng là tam giác này là tam giác đều, mà AO thì theo như chúng ta đã học là O là giao điểm của ba đường trung trực. Thì A nó cũng nằm trên đường, trong tam giác đều thì đường trung trực xuất phát từ đỉnh của tam giác. Vậy AO cũng là đường trung trực, kéo theo AD cũng là đường trung trực. Vậy AD trong tam giác ABC đều, AD là đường trung trực nên nó cũng là đường phân giác, nên A1 bằng A2 bằng 1/2 góc BAC là bằng 1/2 của 60 độ, vì tam giác này đều. Vậy ta tính được góc A1 bằng 30 độ hay là góc A2 cũng vậy. Lúc này chúng ta sẽ có được cái cạnh AD sẽ bằng 2 lần bán kính là bằng 32. Bằng 32. Rồi,
Cái cạnh AD này bằng 32, góc này bằng 30 độ thì chúng ta có thể dễ dàng áp dụng tỷ số lượng giác để tính cạnh góc vuông. Thì ở đây chúng ta có được cái công thức là cos A thì bằng A, cos A thì bằng AC chia cho AD. Thì thế vô, từ đó ta suy ra được là AC sẽ bằng cạnh huyền AD nhân cho cos góc kề. Còn không thì các em dựa vào cái hệ thức trực tiếp luôn, cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân cho cos góc kề, AC sẽ bằng AD nhân cho cos A2 thì bằng là 32 nhân cho cos của 30 độ thì nó sẽ ra là bằng 16 căn 3. Vậy kết quả là câu D. Như vậy chúng ta đã xong được 20 câu ôn tập thi học kỳ 1 bộ môn mình học. Thì các em ở nhà xem lại phần lý thuyết và xem lại các bài tập mà thầy cô đã dạy. Chúc các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Chào các em.